Dạ, xin chào soạn giả Nguyễn Nhân. Tôi tên là Phan Kim Anh, hiện cư ngụ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tôi xin hỏi giúp cho cháu Nguyễn Hoàng Giang, học sinh lớp 9 ở quận Hoàng Kiếm, Hà Nội như sau. Cháu đang tìm hiểu về đạo Phật khoa học Thiền Tông. Cháu thấy rất hay và khoa học, khác hẳn đạo Phật mà cháu thấy ở các chùa ở Hà Nội. Cháu có một số câu hỏi rất mong ông trả lời giúp cháu để cháu được rõ thông. Cháu rất cảm ơn ông. Và sau đây đi vào các câu hỏi của cháu. Câu 1. Trong 11 cuốn sách Thiền Tông, số lượng tánh Phật ở trong Phật giới và Tam giới là con số vô cùng lớn. Vậy số lượng tánh Phật này có tăng lên hay giảm đi không? Và nguyên nhân gì lại tăng lên và giảm đi? Trả lời đó, cái số lượng của tánh Phật trong cái Phật giới không tăng không giảm. Nó chỉ như vậy thôi. Cái số lượng này Đức Phật ở dạy là bất tư nghị, không suy nghĩ được. Ông Phật ông nói là đem 1 tỷ cái số cát sông Hằng, 1 tỷ số cát sông Hằng ra đi còn thua cái tánh Phật trong Phật giới nữa. Thì nó không thể nào mà đã không bất tư nghị là không suy nghĩ thì làm sao biết. Mà tăng giảm ai biết số lượng tăng rồi ai biết số lượng giảm. Tăng giảm là mình phải biết có số lượng. Mà không suy nghĩ được thì làm sao biết nó tăng mà biết nó giảm. Yeah. Vì thế mà câu hỏi này thì cô nói lại với cháu á, yeah. Câu hỏi chưa chính xác, yeah. Thấy không? Chưa, yeah. Hiểu được Thiền Tông, yeah. Rồi cô hỏi tiếp câu thứ hai đi. Dạ, yeah, xin cảm ơn soạn giả. Câu thứ hai, khái niệm tam giới được đề cập trong 11 quyển sách Thiền Tông của ông Nhân. Chính xác là khái niệm nào trong vật lý thiên văn hiện đại sau đây? Hệ mặt trời hay ngân hà? Cái đây là cái tam giới đó, đây là gọi là hệ mặt trời, khoa học nói là hệ mặt trời. Còn cái thiên hà là nó nói dải ngân hà là dải sao băng mà bằng nước á. Thấy không? Nó không phải là dải đâu, nó là cái dải sao hành tinh bằng nước. Nó nhiều vậy đó. Thấy không? Còn cái đây nó thuộc về hệ mặt trời chứ không phải là ngân hà. Ngân hà là cái hành tinh nước. Nó chiếu lấp lánh lên, đó là hành tinh nước. Chứ còn hành tinh kim mộc quả không, nó không có chiếu được, mà chỉ hành tinh nước nó mới chiếu được thôi. Dạ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ ba, rìa của hệ mặt trời là khoảng 2 năm ánh sáng. Nếu tam giới là hệ mặt trời thì các nhà thiên văn học hiện đại phải thấy được 5 hành tinh còn lại trong khoảng 2 năm ánh sáng. Thưa ông, tại sao mấy chục năm tìm kiếm cho đến nay các nhà thiên văn học không tìm thấy hành tinh nào có sự sống giống trái đất, mà họ chỉ tìm thấy hành tinh gần trái đất nhất thôi ạ? Xin ông giải thích cho cháu hiểu. Người ta tìm được cái hành tinh gần trái đất là đó là hành tinh vật tư. Mà hiện giờ trời tứ thiên vương á, nó đã sản xuất ra được 7 cái hành tinh giống như trái đất, nhưng mà chưa có sự sống thôi. Yeah. Nó vẫn tồn tại, nó chưa có sự sống của loài người thôi. Dạ. Yeah. Còn vấn đề mà cháu nó hỏi là cái ý câu hỏi nó là cái gì, cô lặp lại coi. Dạ, thưa ông, tại sao mấy chục năm tìm kiếm cho đến nay? Rồi thôi biết rồi. Dạ. Nên nhớ này, kêu cháu phải nhớ câu này nè. Cái đường kính của tam giới trái đất, mỗi trái đất là nó tuổi đất tứ đại là tuổi thọ là 10 tỷ năm. Còn cái đường kính tam giới đó 10 tỷ cây số. Nên nhớ phải ở đây. Tất nhiên một cái bầu hoàng đạo là 1 tỷ cây số. Vì thế mà từ trái đất á mà đi về Phật giới là đi 4 tỷ cây số. Thì bây giờ hỏi chứ có cái ai mà hiểu, ai mà liên lạc từ cái hành tinh này qua hành tinh khác liên lạc được không? Có nghĩa là hành tinh vật tư được. Nhưng mà thí dụ là ta nói là sao kim, sao thổ, qua sao thủy là cái đây là hành tinh, nó nói về hành tinh vật tư trong hành tinh sự sống. Thì nó phải nghiên cứu lại cái này, học cái này thì phải hiểu căn bản của tam giới thì mới hiểu được cái thiền tông này. Còn nếu không hiểu được căn tam giới thì hiểu trật. Căn bản nhớ một điều, trái đất tuổi thọ 10 tỷ năm, đường kính của tam giới 10 tỷ cây số, đếm đi tính đi.
một triệu cái số để mà tao mình được muốn đuôi con mắt là một tỷ là làm sao đi. Thì giữa cái hành tinh này kia, giữa hành tinh Đông Thắng Sần Châu Tây Ngô Quá Châu Nam Thiện Bộ Châu không thể liên lạc được bằng cái sức của con người, bằng sự thấy của con người luôn, chứ đừng có nói chi di chuyển, nghe không? Thì nói cháu đó, nói cháu là nghiên cứu lại, nghiên cứu kỹ đi, thắc mắc cái gì thì hỏi đi, thì bác Nhân sẽ trả lời cho, nghe không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn sơn giả. Câu thứ tư, ngày trước khi nghe ông giải đáp có đoạn như sau: bầu hoàng đạo một có 6 hành tinh trái đất có sự sống như trái đất của chúng ta, trung bình là cứ 60 ngày thì sẽ có một hành tinh trái đất tiến gần tới trung tâm vận hành luân hồi, để các vị Phật sẽ đưa các tánh Phật có công đức trở về Phật giới. Nếu điều này là đúng thì 6 hành tinh trái đất sẽ nằm trên một mặt phẳng, vì 360 ngày chia cho 6 bằng 60 ngày. Nhưng trong 11 quyển sách Thiền Tông lại nói, trong không gian 6 trái đất thì có 4 trái đất nằm ngang ở các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, một trái đất ở trên, một trái đất ở dưới. Vậy thì đoạn ông trả lời ở trên, trung bình là cứ 60 ngày thì sẽ có một hành tinh trái đất tiến gần tới trung tâm vận hành luân hồi, để các vị Phật sẽ đưa các tánh Phật có công đức trở về Phật giới là không hợp lý. Vậy tại sao lại có sự mâu thuẫn này thưa ông? Bây giờ phải hiểu thế này nè. Trái đất nó quay là 8 phương 4 hướng. Tại vì cháu nó chưa hiểu cái trung tâm vận hành luân hồi là cái gì. Nó quay 8 phương 4 hướng. Nên nhớ rằng trái đất nó quay một năm thì nó mới trở lại cái trung tâm vận hành luân hồi được. Mà chỉ cho 6. Nghe không? Một năm thì mới lại trung tâm vận hành luân hồi được. Là bao nhiêu? Nó chia cho 6 là bao nhiêu? Một năm 12 tháng. Mà bây giờ á, nó chưa có hiểu được cái quy luật. Vô đây ra nó phải hiểu được cái quy luật vật lý. Trái đất nó quay và tam giới nó quay theo kiểu 8 phương 4 hướng. Chưa có hiểu được cái trung tâm vận hành luân hồi nó đi như thế nào. Trái đất là nó mấy mười ngày nó mới trở lại cái trung tâm này, là nó chia cho 6 là đúng. Thấy không? 60 mấy ngày lận. Nhưng mà nó chỉ đến cái đi ngang cái trung tâm vận hành là nó đi là 24 tiếng. 2 tiếng đầu thì nó chưa che hết đâu, mà bắt đầu tiếng thứ 3 nó mới che. Vì thế mà khi mà tánh Phật đi về Phật giới đó, từ tiếng thứ 3 trở đi, đi từ trái đất mà về Phật giới là một tiếng đồng hồ, thì nó còn dư được tới 19 tiếng lận, không sao đâu. Nó không có hiểu được cái luân chuyển của trái đất, và nó chưa hiểu cái luân chuyển cái tam giới, mới hỏi như vậy. Kêu nghiên cứu cho kỹ đi rồi hỏi đây, rồi khi nào mà nếu nghiên cứu á thì lên cái bản vẽ, giảng vẽ rồi hỏi ra thì tôi sẽ trả lời nó dễ hơn. Chứ còn nói cái hỏi gì cái miệng không, nó phải vẽ một cái hình ảnh như thế nào á, nó biết như thế nào nó vẽ thì tôi sẽ chỉ đặt đúng cho nó biết, thấy không? Thì cháu nó còn nhỏ mà nghiên cứu này thì cũng hay đó, cũng giỏi đó. Nên mình cố nghiên cứu bằng hình vẽ đi, còn hoặc nếu có được thì nó làm cái phim 3D lên chỉ cách cho, rồi tôi chỉ cái nó mới hiểu được. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, còn cháu còn câu hỏi thứ 5. Đến thời điểm này, vật lý hiện đại chưa chứng minh được trực tiếp việc tồn tại một đối tượng có vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng. Nhưng trong giải đáp có đoạn ông trả lời tốc độ điện từ bằng 3 lần tốc độ ánh sáng, trung ấm thân trở về Phật giới đi với vận tốc bằng 3 lần vận tốc ánh sáng. Như vậy các trung ấm thân trở về Phật giới và tới các cõi trời mà di chuyển với vận tốc lớn hơn hoặc bằng vận tốc ánh sáng, thì khối lượng của trung ấm thân phải bằng không và kích thước của trung ấm thân cũng phải bằng không. Từ đó cũng có thể suy ra công đức là một dạng vật chất đặc biệt, vì nó có khối lượng và kích thước bằng không. Vậy ông có thể giúp cháu hiểu rõ hơn về công đức hay không? Cái công đức này là giống như cái tánh Phật, như cái tiếng nói vậy. Thì làm sao chứng minh được cái này? Nhưng mà bây giờ đó, nói cái vận tốc của cái mà cái trung ấm thân, cái tánh Phật và cái công đức đó,
nó di chuyển gấp 3-4 lần tốc độ ánh sáng. Có nghĩa là tốc độ ánh sáng là 300.000 cái số một giây. Mà đúng của nó là nó gấp 4 lần, 4 lần 3, 12. Tất nhiên là nó đi 1.200.000 cái số một giây. Đó, phải hiểu này nè. Thí dụ cái tốc độ đi nhanh nhất là 1.200.000 cái số một giây, nó đi từ từ, nó gấp 3 lần là 900.000. Giống như cô nói lại với cháu, giống như mình chế một chiếc xe, người ta cho mình chạy 200 cái số đó, có khi nào cô chạy hết 200 không? Chạy 100 cũng được, 150 cũng được, ha. Còn cái mà do cái tốc độ một của cái tánh Phật và cái công đức nó về Phật giới đó, đi tối đa là 1.200.000 cái số một giây, với điều kiện nó mới vừa vô cái trung tâm vận hành luân hồi. Còn nếu mà cái trung tâm vận hành luân hồi mà nó vô mà nó gần ấy đó, nó gần mãn đó, thì phải đi cho nhanh, đi gấp 4 lần, mà tối đa là 4 lần thôi. Còn đi chậm thì cũng phải 2 lần, 3 lần, 4 lần, từ 1 đến 2, 3, 4 gì đó của tốc độ ánh sáng. Nó đi là vì thế mà người ta nói đi bằng tốc độ 3, 4 lần ánh sáng là vậy. Chứ không phải là nói đi 3 lần, 3, 4 lần. Mà đi cao nhất đó, giống như chiếc xe mà chạy 200 cái số, lâu lâu nó mới chạy chứ không phải chạy hoài. Còn thí dụ nó đi gấp đó, thì nó mới chạy hết tốc độ. Ha, còn đi không gấp thì nó đi chừng 100, 150 thôi, đại khái vậy. Thành ra nó chưa có hiểu cái khái niệm của cái bây giờ nè. Chứng minh một điều nè, nếu mà cháu nó có người thân nào bên Pháp á, hai người nói chuyện nhau, đây người Việt Nam và người Pháp á, thì nó cách nhau nhiều 20.000 cái số. Mà hai người ngọc cầu đi thì nói chuyện nhau dường như hai người ngồi bên 20.000 cây số mà không thấy cách xa luôn đó. Thì giữa cái tiếng nói là cái hình ảnh đó, hai người này là sao? Sát bên. Thì vì thế mà cái tốc độ của cái tánh Phật và cái khấu công đức nó đi cao nhất là 4 lần của tốc độ ánh sáng. Có lẽ là 1.200.000 cây số một giây. Vì thế mà mới nhân ra được từ trái đất mà đi về Phật giới là 4 tỷ cây số. Nên nhớ là từ tốc độ trái đất, từ trái đất đi về Phật giới là 4 tỷ cây số. Ở trong không gian này có chỗ nào đo được 4 tỷ. Mà đây là lời ông Phật nói thôi, chứ mà còn khoa học là chứng minh nổi cái này không? Hoàn toàn khoa học chưa chứng minh được. Khoa học chỉ chứng minh trong một tam giới còn chưa chứng minh nổi, chứ đừng có nói được cái hoàng đạo một thôi, chưa chứng minh nổi. Thì ông Phật nói tới bầu hoàng đạo mốt và đầu cái bào bảo vệ tam giới nữa. Nó kia dạ. Nó về nó nghiên cứu lại cái này. Dạ, dạ. Không? Dạ, cháu sẽ nói lại. Rồi, cô hỏi tiếp đi. Và một phần B của câu vừa rồi. Theo ông có tồn tại việc du hành xuyên thời gian không? Vì trung ấm thân có thể di chuyển với vận tốc nhanh hơn vận tốc ánh sáng, thưa ông. Trung ấm thân tại sao nó đi gấp 3-4 lần ánh sáng thì nó phải nhanh hơn ánh sáng chứ. Ánh sáng thì có 300 ngàn số giây, mà cái trung ấm thân ấy, công đức nó di chuyển mà nó 3-4 lần đi, cho 14 lần là 1.200.000 lần. Thì nó mà ánh sáng nó chỉ có 1/4 của cái tốc độ mà di chuyển của cái tánh Phật và cái công đức. Ánh sáng nó còn rất chậm, thấy không? Rồi, cô hỏi tiếp. Dạ, như vậy thì cái việc du hành xuyên thời gian vẫn có tồn tại. Vẫn có tồn tại. Cái dạ. Này là nói về kêu bằng du hành xuyên thời gian mà nói về tứ đại không có. Dạ. Không thể thoát được cái này. Dạ. Và ai đi cao lắm đi vòng quanh trái đất thôi. Dạ. Chứ làm sao mà siêu thời gian là bao nhiêu? Dạ. Thân tứ đại không thể du hành bằng cái tốc độ ánh sáng được. Dạ. Tốc độ âm thanh thì được, thấy không? Tốc độ âm thanh thì được. Dạ. Du hành bằng tốc độ âm thanh được, hoặc là hơn chút xíu nữa. Dạ. Hơn một chút xíu người ta gọi là vượt tường âm thanh đó thì dạ. Được. Dạ. Chứ còn bằng ánh sáng không được. Dạ. Không có vật chất nào mà chịu nổi cái sức mà di chuyển nhanh như vậy, nó sẽ cháy đi. Dạ. Nó ma sát không khí nó sẽ cháy đi. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, thưa năm câu hỏi của cháu Hoàng Giang tới đây là hết ạ. Dạ, cảm ơn sơn giả nhiều ạ. Rồi, cảm ơn cô hỏi.